Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì được ăn hả chị? Chết. Đến đúng giờ ăn cơm trưa mà đi đến quán đã hết sạch cả đồ ăn thế này. Xin chào các bạn của Tít Béo nhá. Phố Đặng Dung là một con phố cực kỳ đẳng cấp. Vì con phố này xưa nay là tụ điểm của các dân chơi chất nghệ với các trò như đánh bóng đặt xe. Cạnh Đặng Dung là con phố Nguyễn Trường Tộ. Ai ai ai, quanh khu này ăn cái gì cũng ngon nhá. Xanh chín và thành thật luôn thì đây là quán bún riêu của ông anh tôi mới mở. Anh tôi gốc là trai Thanh Nhàn, nhà gia truyền 60 năm bán bún riêu rồi, từ thời mẹ của anh ấy bán bún riêu ở trên chợ Hôm cơ. Đúng nói thật là vào một cái ngày Hà Nội hứng hửng nắng như thế này thì đi ăn bún riêu là sướng nhất. Làm vào đôi ba thìa giấm, cho thêm một chút ớt chừng, xíu xíu hạt tiêu và một quả quất thôi nhá. Ấy chà chà, các bạn của Tít Béo ơi, các bạn của tôi ơi, thơm phưng phức mùi mắm tôm luôn. Một bát full topping thì có riêu, giò bò, chả, cua bể. Tôi thì thấy vị bún riêu cua ở đây và bên cô điếc thì ăn vị khá giống nhau. Sợi bún mềm to to ăn cùng với cả là riêu thơm thơm ngon ngon, kèm thêm một miếng chả cua và một quả trứng vịt lộn nữa thì đúng ra được một bữa trưa vui vẻ luôn. Quán thì mở từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Bát thường thì 20 mà full topping thì 40. Ăn xong nóng quá, ở đây free trà sâm dứa nhá. Ăn xong nóng vãi. Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Rành rành thì các bạn hãy qua Nguyễn Trường Tộ để ăn bún riêu nhá.